Xin kính chào các bạn. Trong giáo trình về hướng dẫn làm video vẽ tay này thì chúng ta đã qua bài đầu tiên, đó chính là cái bài cài đặt phần mềm. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua cái bài thứ hai là bài liên quan đến xử lý hình ảnh. Như vậy thì bây giờ trước khi bắt đầu thì nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn thể đăng ký kênh để ủng hộ và để có thể là xem những cái video tiếp tục trong cái chủ đề này một cách nhanh nhất các bạn nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở phần mềm Video Driver này lên và chúng ta sẽ đăng nhập bằng cách là nhấp vào offline như thế này. Đây chính là cái giao diện ban đầu của chúng ta, và bây giờ thì chúng ta sẽ nhấp vào cái mục là tạo nên một cái dự án mới nha. Ở đây chúng ta sẽ nhấp vào. Đây chính là cái màn hình hiển thị của chúng ta. Thì để xử lý được những cái vấn đề liên quan đến hình ảnh thì chúng ta quan tâm đến cái mục nó nằm ở dưới này, Add Image. Các bạn sẽ nhấp vào. Thì với hình ảnh thì nó có hai dạng, một là những hình ảnh mà chúng ta có thể vẽ theo từng cái chi tiết, từng cái nét vẽ, và một cái hình ảnh là chúng ta không có cái chi tiết nét vẽ thì chúng nó sẽ xuất hiện theo một cái dạng khác. Thì bây giờ mình sẽ qua lần lượt các dạng để cho các bạn xem. Đầu tiên là những cái hình ảnh mà nó có thể vẽ được. Thì ở đây thì mình muốn vẽ người thì mình sẽ vô cái mục là People này, thì mình sẽ chọn một cái người bất kỳ, ví dụ như hình em bé này nhá. Rồi đây chính là cái hình ảnh của chúng ta đưa vào. Thì bình thường thì khi mà các bạn đưa một hình ảnh vào thì chúng ta sẽ chỉnh lại những cái thuộc tính của nó. Tại hiện nay thì nó đang để với cái chế độ mặc định. Ví dụ mình sẽ ấn cái nút play này. Đấy, thì nó đang vẽ và nó vẽ theo cái thời gian mà nó mặc định cho cái hình này. Và các bạn thấy là tùy vào mỗi hình nó phức tạp hay đơn giản mà thời gian vẽ nó có thể khác nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ phải tùy chỉnh lại để cho nó phù hợp với cái nội dung chúng ta. Thì để tùy chỉnh được nội dung của một cái hình thì các bạn sẽ nhấp vào cái hình đó như thế này. Và chúng ta sẽ vào cái mục có tên gọi là Element Property. Chúng ta sẽ nhấp vào đây. Rồi trong cái hình này thì chúng ta có nhiều cách để xử lý, và chúng ta sẽ quan tâm đến cái mục này. Thì đầu tiên là cái mục Wrap, chính là cái mục mà chúng ta vừa xem, có nghĩa là nó sẽ vẽ theo từng cái chi tiết. Như vậy thì làm sao để chúng ta có thể cho hình vẽ nhanh hơn hoặc chậm hơn? Thì các bạn sẽ nhìn xuống dưới này. Cái thời gian mặc định của nó đang để cho tấm hình này là 30 giây. 30 giây. Kế theo đó là cái độ Pause, dừng lại, có nghĩa là sau khi nó hoàn thành cái hình này xong thì nó sẽ dừng lại trong vòng 0.5 giây, nghĩa là nửa giây các bạn nha. Và nó có cái mục là transition là 0.5 giây, có nghĩa là chuyển cảnh, chuyển từ cái người này, chuyển từ cái hình vẽ xong này tới một cái hình vẽ khác là nửa giây, có nghĩa là sau khi cái hình này nó vẽ 30 giây rồi thì nó sẽ có tổng cộng là 1 giây nha. Đây nửa giây, đây nửa giây, thì tổng cộng là 1 giây để chuyển sang vẽ tiếp cái tấm hình tiếp theo. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có cái điều chỉnh. Ở đây thì các bạn thấy dấu cộng và dấu trừ ở hai bên, thì chúng ta có thể là ấn vào đây nha. Thì các bạn thấy là mỗi lần ấn như thế thì nó sẽ giảm đi nửa giây hoặc là tăng nửa giây. Như vậy thì với những tấm hình 30 giây này thì làm sao mà chúng ta có thể nhập được thông số nhanh? Ví dụ như các bạn cần 2 giây, 3 giây thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn sẽ nhấp vào cái con số luôn, nhấp chuột trái vào con số như thế này thì nó sẽ hiện lên cái tấm cái thuộc tính để chúng ta có thể cài đặt. Ở đây là 30 giây, các bạn thấy ha, thì chúng ta sẽ nhấp vào và chúng ta sẽ đánh, ví dụ mình đánh 3 giây, thì sau khi mà đánh xong rồi thì các bạn sẽ nhấp vào đây, thì nó sẽ chỉnh là 3 giây, thì nó sẽ nhanh hơn. Như vậy là mình vừa đi qua cái phần cài đặt về thời gian. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ để ý ở cái phần này, chúng ta sẽ có 3 cái chế độ. Một là chế độ vẽ giống như là cái mà các bạn đã xem. Hai là chế độ Moving, thì khi mà các bạn nhấp vào đây, thì các bạn xem này. Đây nó sẽ là một cái dạng di chuyển ha, hình di chuyển đây, một bàn tay đưa vào. Ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục tùy chỉnh cái dạng này các bạn nha. Thì các bạn nhìn cái bên, thì nó sẽ có cái góc để cho chúng ta đưa vào, và đang góc mặc định là nằm ở phía này, có nghĩa là nằm ở góc phải cuối của màn hình chúng ta, và nó sẽ đưa vào nha, đưa vào. Các bạn thấy ha, đưa vào. Như vậy thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 góc để mà đưa vào. Ví dụ các bạn muốn đưa từ góc dưới trái vào thì chúng ta sẽ nhấp vào đây thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta nha. Đây các bạn để ý ở đây, đó, nó sẽ đưa. Ví dụ các bạn muốn ở trên xuống nhà hàng thì chúng ta sẽ nhấp vào đây và chúng ta sẽ xem review ở đây. Đây các bạn thấy không? Như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta có thể điều chỉnh được các góc độ để cho hình ảnh đưa vào. Rồi. Ngoài ra nữa thì với cái kiểu Moving này thì chúng ta sẽ có 4 cái chế độ để chúng ta thay đổi. Các bạn thấy là chúng ta đang để chế độ mặc định là chế độ Smooth, thì các bạn đã thấy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái chế độ là Overshot này. Thì những cái tính năng này thì các bạn có thể là tự thay đổi, sau đó thì các bạn sẽ nhấp vào đây thì các bạn sẽ thấy sự khác biệt đó.
nó sẽ đưa qua một xíu rồi nó rút lại nha. Rồi mình sẽ tiếp tục chế độ là bond nha. Chế độ này thì các bạn thấy nó sẽ khác biệt này. Đó, đó, các bạn thấy không? Nó giống như là chế độ nhúng nha. Rồi một cái chế độ cuối cùng là uniform thì các bạn cũng xem luôn để chúng ta biết được. Đó, nè, nó sẽ hơi khác biệt một chút so với những chế độ khác. Rồi. Như vậy thì các bạn thấy là khi mà các bạn dùng chế độ này thì có một bàn tay rất lớn đưa vào. Như vậy thì nó hơi thô ha, hơi thô xấu và nó sẽ không phù hợp với một số cái nội dung. Như vậy thì chúng ta muốn thay đổi lại thì như thế nào? Chúng ta sẽ qua cái phần là hand ở đây nha. Hand ở đây. Thì ở đây thì nó sẽ cho chúng ta rất nhiều chế độ khác nhau. Ví dụ như là các bạn muốn tay phải hay tay trái nha, tay phải hay tay trái. À, lúc nãy thì người ta sẽ đang sử dụng tay phải và sử dụng nguyên bàn tay. Nếu các bạn không muốn bàn tay, các bạn muốn no hand thì các bạn sẽ nhấn vào đây. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tích vào đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem lại nha, no hand, chế độ no hand. Đó thì hình nó sẽ tự xuống thôi, không có bàn tay. Và ở đây thì nó sẽ còn một vài cái chế độ nữa thì mình nói luôn, các bạn muốn những cái hình dạng khác, đây, hình dạng khác nha, hình dạng khác. Hình dạng khác thì chúng ta sẽ chọn ở đây. À, ngoài ra nữa thì các bạn vẫn muốn giữ cái bàn tay nhưng mà cái bàn tay nó không bị che cái hình đi thì chúng ta sẽ chọn cái chế độ này nha, chế độ cái một ngón tay thôi. Này các bạn thử nhấp vào đây. Rồi chúng ta xem thử nha. Rồi mình lại qua bên này. Rồi, các bạn xem lại nè. Đó, một cái bàn tay đưa xuống thôi. Như vậy thì nó sẽ có một vài cái tùy chọn ở đây. Như vậy thì các bạn có thể là tùy chỉnh nha, tùy chỉnh. Rồi. À, chúng ta đã qua cái chế độ thứ hai trong cái phần về hình ảnh. Bây giờ thì chúng ta sẽ còn một chế độ nữa là chế độ là fade in. À, các bạn sẽ thử luôn nè. Đó, có nghĩa là nó sẽ đưa hình vào rất là nhanh và nó sẽ dạng là hình xuất hiện các bạn ha, hình fade in. Thì cái này thì nó giống như những cái phần mềm khác chúng ta sử dụng như là PowerPoint đó, các bạn hay dùng đó. Rồi, ngoài ra nữa thì với những cái chế độ này thì chúng ta còn cái phần ở dưới nha, là phần color ha, phần color. Color dưới này thì nó cũng sẽ có cho chúng ta là bốn chế độ ha, full color, outline, gray và see how ha. Thì chúng ta có thể là nhấp vào để chúng ta xem có sự thay đổi nha. Các bạn thấy hình này, hình nó thay đổi chưa? Đó, thì cái hình nó viền ha, nó viền. Nó lấy cái phần là outline nha, rồi gray. À, nó đổi sang cái màu xám. Đây, như màu xám như thế này. Rồi, một cái nữa là cuối cùng chúng ta có gì nè. Rồi, see how ha. Đấy. Cái phần see how này thì nó cho chúng ta thay đổi được cái màu ha, màu tổng thể của nhân vật. Nào các bạn xem nè, mình đổi sang màu cam hết nè. Đó. Thì cái phần này này là phun những cái phần tô các bạn ha. Thì tùy vào mỗi hình thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái thuộc tính cài đặt trong đây. Ngoài ra nữa thì chúng ta còn hai cái phần cuối cùng nữa là 100% và độ xoay ha, độ xoay. Ví dụ các bạn muốn xoay cái hình nè. À, muốn xoay hình mình sẽ trả về bình thường đã cho các bạn dễ nhìn nha. Rồi mình xoay nè. À, mình các bạn có thể là nhấp vào ha, nhấp trực tiếp vào, mình xoay 45 độ cho các bạn thấy sự khác biệt nha. Đó, các bạn thấy chưa? Như vậy thì tùy có những cái tấm hình mà chúng ta cần xoay cho nó phù hợp với cái bối cảnh thì các bạn sẽ dùng ở đây nha. Muốn trả lại giá trị không thì các bạn chỉ cần nhập về không mà thôi. Đây là cái chế độ mà rõ hoặc là mờ đi, các bạn là mờ đi nha. Nào, các bạn có thể là mờ đi, ví dụ như là để là 50% thôi chẳng hạn. Đây, thì các bạn thấy là cái hình bắt đầu nó lợt đi nha. Đó, thì đó là những cái thuộc tính mà rất là quan trọng cho chúng ta trong cái việc xử lý hình ảnh. Nếu các bạn đang sử dụng hình ảnh này mà các bạn muốn thay cái hình khác thì chúng ta qua lại cái mục là Select Image thì chúng ta có thể thay trực tiếp ở đây nha, thay trực tiếp ở đây. Có thể chọn vô nè, People nè, chọn lại cái người khác chẳng hạn, chọn em bé này đi thì nó cũng sẽ thay đổi luôn cho chúng ta nha. Như vậy thì chúng ta đã đi qua được cái phần cài đặt trong cái phần hình ảnh. À, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành cái phần đầu tiên trong cái mục hình ảnh. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua cái trường hợp thứ hai. À, các bạn sẽ nhấp vào cái mục là add cái hình ảnh ở đây. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào đây và chúng ta sẽ tìm đến cái hình ảnh, ví dụ như mình nhấp vào đây đi nha, tìm hình ảnh. Rồi mình sẽ ấn vào đây thì cái hình ảnh này là hình ảnh mà hình ảnh chụp nha, hình ảnh chụp thì nó cũng sẽ đưa vào được trong cái phần mềm VioDriver này. Tuy nhiên là cái cách hiển thị của nó sẽ khác một chút so với cái đối tượng đã được thiết kế sẵn ở đây. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào đây. Ở đây chính là một cái hình ảnh đưa vào. Thì các bạn xem là cái hình ảnh đưa vào này thì nó sẽ không vẽ được chi tiết mà nó sẽ xuất hiện theo một cái dạng khác. Thì chúng ta sẽ nhấp vào đây để chúng ta cài đặt cái thuộc tính cho nó các bạn nha. Nó đang để 5 giây thì chúng ta có thể làm cho nó nhanh hơn chẳng hạn, mình để sẽ là 3 giây chẳng hạn. Rồi mình sẽ để ở cái chế độ vẽ các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tích vào đây. Bây giờ chúng ta xem kết quả nè.
Đó, nó sẽ vẽ theo cái kiểu này nha, mà sẽ không vẽ được chi tiết từng cái nét nét giống như cái đối tượng này. Rồi như vậy thì các bạn thấy là nó sẽ có sự khác biệt nhất định đối với những cái hình mà chúng ta chụp và chúng ta đưa vào. Về phần cuối cùng nữa là thay đổi kích thước của tấm hình khi mà chúng ta đưa vào. Thì khi mà chúng ta đưa một cái ảnh vào rồi thì chúng ta nhấp chọn đối tượng đó, nhấp chọn đối tượng đó ở đây, thì trên này nó sẽ xuất hiện cái khung hình để cho chúng ta thay đổi kích cỡ. Các bạn chỉ cần tua giữ chuột nha, giữ chuột và chúng ta sẽ rê ha, rê kéo nhỏ lại nè, hoặc là phóng to lên đấy, thì chúng ta sẽ được cái tấm hình to, tấm hình nhỏ, và chúng ta có thể di chuyển nó đến những cái khu vực khác nha, cầm và kéo, giữ chuột và kéo. Với tấm hình này cũng vậy nha, chúng ta sẽ chọn sau đó thì chúng ta sẽ thu nhỏ lại như thế này, di chuyển lại ha, đặt ở vị trí thích hợp phù hợp với cái nội dung mà chúng ta trình bày. Rồi như vậy thì mình đã trình bày toàn bộ những cái nội dung liên quan đến phần hình ảnh trong phần mềm này, và qua cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục được hướng dẫn cách xử lý đối với phần chữ như thế nào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo. Xin chào các bạn.